Xin kính chào quý vị đến với những cập nhật mới nhất về diễn biến chính trường thế giới trên kênh youtube của chúng tôi. Và sau đây là nội dung đáng chú ý có trong chương trình ngày hôm nay. Ông Donald Trump hồi cuối mùa hè đã triệu tập một nhóm thân tín tới văn phòng tại câu lạc bộ góp ở Bedminster, bang New Jersey để thảo luận về chính sách quản lý biên giới và thương mại cho nhiệm kỳ 2 của mình nếu ông tái đắc cử năm 2024. Trong số này có những gương mặt quen thuộc như Robert Lighthizer và Russell Vogt, hai kiến trúc sư trưởng cho những chính sách dân túy trong nhiệm kỳ đầu của ông. Trong nhóm này còn có cựu cố vấn cấp cao Stephen Mueller, cựu bộ trưởng phát triển nhà ở và đô thị Ben Carson, cựu giám đốc tình báo quốc gia John Radcliffe. Họ là những cộng sự của ông Trump trong nhiệm kỳ đầu và hiểu rõ tầm nhìn của cựu Tổng thống về các chính sách kinh tế đối ngoại khi nhiều trợ lý quay lưng với ông Trump sau thất bại trước Tổng thống Joe Biden năm 2020. Nhóm trung thành này vẫn sát cánh cùng ông xây dựng kế hoạch trị quốc nhiệm kỳ 2, phát thảo kế hoạch trị quốc trong nhiều lĩnh vực. Họ có khả năng đảm nhận các vai trò chủ chốt trong chính quyền nếu ông Trump trở lại Nhà Trắng. Nhiều ý tưởng về chính sách trị quốc nhiệm kỳ 2 của ông Trump phản ánh quan điểm nước Mỹ trên hết mà ông theo đuổi trong nhiệm kỳ đầu. Giới quan sát cho rằng ông có thể tận dụng những kinh nghiệm đó để cập nhật và bổ sung cho chính sách mới. Ý tưởng mở rộng lệnh cấm nhập cư từ nhiều nước Hồi giáo cũng được cân nhắc. Ông Trump gây tranh cãi khi cho rằng người nhập cư đang đầu độc dòng máu Mỹ và cam kết tiến hành đợt trục xuất lớn nhất từ trước đến nay đối với những người di cư bất hợp pháp vào nước này. Ông cũng đề xuất triển khai quân đội tới các địa phương để giải quyết vấn nạn tội phạm và xây dựng các thành phố tự do trên đất liên bang. Khi đương nhiệm, ông Trump đã phát động cuộc chiến thương mại với Trung Quốc và đe dọa trả đũa nhiều đối thủ thương mại, thậm chí là với những đồng minh như Liên minh châu Âu, EU và Nhật Bản. Giới quan sát tin ông có thể làm như vậy lần nữa nếu trở lại Nhà Trắng. Ông Lighthizer đánh giá cao cựu Tổng thống với kế hoạch về nhiệm kỳ 2. Giờ là nhiệm vụ của người dân Mỹ. Nhận xét về nhóm cộng sự mới, ông Hasset cũng đã nói đó là một cỗ máy hoạt động tốt hơn nhiều so với ban đầu cựu tổng thống mỹ trump cũng được cho là đang cân nhắc chọn nikki haley cựu đại sứ mỹ nay được xem là một trong các đối thủ của ông làm người đồng hành tranh cử các nguồn tin của cbs news cho biết phản hồi với ý kiến này khá tiêu cực nhiều đồng minh của ông trump đang nỗ lực ngăn chặn khả năng chiến dịch tranh cử của trump haley thành hình là cựu đại sứ mỹ tại liên hợp quốc cựu thống đốc nam carolina bà haley đã giành được chỗ đứng trong các cuộc thăm dò cử tri gần đây một cố vấn hàng đầu của ông Trump nói với CBS News rằng bà có thể đứng thứ ba hoặc thậm chí thứ hai ở bang Iowa so với các ứng viên khác. Tuy nhiên, ông Trump cũng từng chỉ trích đối thủ khi cho rằng các cuộc thăm dò mà bà Haley đạt kết quả tốt là giả mạo. Ông cũng khẳng định mình không lo lắng về Haley với tư cách đối thủ. Trong khi đó, bà Haley ca ngợi thành tích cao của mình trong các cuộc thăm dò, tuyên bố đang tăng cường đối đầu với ông Trump. Cuộc thăm dò mới nhất của CBS News cho thấy bà Haley đang thu hẹp khoảng cách với ông Trump ở bang New Hampshire ở mức 29% so với 44%, nhưng cựu tổng thống vẫn dẫn đầu ở bang Iowa. Từ khi rời nhiệm sở đến khi bắt đầu chiến dịch tranh cử mới, ông Trump phải đối mặt với hàng loạt rắc rối pháp lý, chủ yếu liên quan đến vụ việc nhiều người biểu tình ủng hộ ông tràn vào tòa nhà quốc hội và gây ra tăng bạo lực. Sau Liên minh Leopard 2 và Liên minh F-16, Liên minh pháo binh có trụ sở tại Paris sẽ đi vào hoạt động từ tháng 1 năm 2024 để tăng cường sức mạnh cho lực lượng vũ trang Ukraine. Theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine, ông Ivan Habriliak, thỏa thuận đã đạt được trong cuộc gặp với Phái đoàn Quốc hội Pháp. Báo chí đề cập thêm việc lực lượng vũ trang Ukraine quan tâm đến việc nhận thêm pháo tự hành Caesar khi vũ khí này đã chứng tỏ tính hiệu quả cao của chúng trên chiến trường. Có lẽ việc đặt cược vào Caesar liên quan đến thực tế là nó không chỉ được đặc trưng bởi mức giá vừa phải trong khoảng từ 4,5 đến 5,5 triệu euro cho một hệ thống, mà còn bởi tốc độ sản xuất đã tăng gấp nhiều lần và đạt công suất 8 tổ hợp mỗi tháng. Đồng thời không chỉ dừng lại ở số lượng, vào năm 2024, các cuộc thử nghiệm điều khiển hỏa lực của pháo tự hành Caesar thông qua trí tuệ nhân tạo đã được lên kế hoạch. Theo nhận xét, điều này cho phép giảm 30% mức tiêu thụ đạn dược ngay lập tức nghĩa là có thể giả định rằng một số thử nghiệm nhất định của hệ thống điều khiển hóa lực mới này đã diễn ra và chúng ta đang nói về quá trình chuyển đổi từ thử nghiệm sang phiên bản sản xuất hàng loạt. Ngoài ra không có sự phức tạp kỹ thuật cụ thể nào trong việc tích hợp phần mềm mới vào tổ hợp này, bởi vì xây ra nguyên bản đã là hệ thống pháo tự hành kỹ thuật số và chúng ta chỉ đang nói thêm về việc cập nhật phần mềm. Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo trong hệ thống điều khiển hỏa lực thực sự là một hướng đi hứa hẹn sẽ mở rộng chức năng tiêu chuẩn của việc tính toán đạn đạo do xử lý không chỉ dữ liệu bổ sung mà còn phân tích toàn bộ mảng thông tin thống kê và rất có thể bao gồm xử lý độc lập hình ảnh từ máy bay không người lái để điều chỉnh từng phát bắn. Một số chuyên gia cho biết xung đột Nga-Ukraine là cuộc đụng độ vũ trang hiện đại nhất về công nghệ mà loài người từng chứng kiến. Dưới đây là ba đặc điểm chính của cuộc xung đột đó. Thứ nhất, vũ trụ đã được sử dụng trong cuộc xung đột như chưa bao giờ được sử dụng, nhiều đến mức các công ty thương mại cũng tham gia. Thứ hai, xung đột Nga-Ukraine dường như sử dụng công nghệ máy bay không người lái UAV nhiều hơn các cuộc chiến tranh trước đây. Thứ ba, đặc điểm này liên quan đến cái trên, đó là chiến trường Ukraine đang trở thành nơi thử nghiệm trí tuệ nhân tạo AI với mức độ chưa từng có. Tướng về hưu Robin Fontes của Mỹ nhận định, Ukraine là một phòng thí nghiệm, trong đó dạng thức chiến tranh mới đang được tạo ra. Nhưng đó không phải là phòng thí nghiệm nhỏ, mà là một sân khấu trung tâm, một nỗ lực chưa từng có tiền lệ để tinh chỉnh, làm thích ứng và cải thiện các hệ thống hoạt động nhờ AI hoặc được tăng cường bằng AI theo tuyên bố của chỉ huy lực lượng tên lửa chiến lược nga đại tướng Sergei karakayev một trung đoàn tên lửa mới đã bắt đầu thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu theo đại tướng trung đoàn tên lửa mới đã được triển khai làm nhiệm vụ chiến đấu trong tổ hợp tên lửa bologovsky nơi được trang bị hệ thống tên lửa mặt đất di động rs 24 ja Tuyên bố của ông được truyền thông Nga phát đi và giải thích rõ ràng điều này sẽ cải thiện khả năng chiến đấu của các đơn vị liên quan. ICBM RS24Ja là một trong hai hệ thống tên lửa đạn đạo được đưa vào sử dụng song song trong lực lượng vũ trang Nga. Hệ thống còn lại là tên lửa Sarmat có kích thước lớn hơn nhiều, nặng gấp khoảng 4 lần ra và có thể mang nhiều đầu đạn hơn cũng như đầu đạn lớn hơn nhiều. Đơn vị Sarmat đầu tiên đi vào tình trạng sẵn sàng chiến đấu vào cuối tháng 10 năm 2023. Trong khi Ja đã được triển khai hoạt động từ tháng 7 năm 2010 và hiện đang được biên chế thành 8 sư đoàn với tổng số 150 tên lửa hoạt động. RS24Ja được phát triển bí mật với tư cách là phiên bản cải tiến của tên lửa Topol-M từng được đưa vào sử dụng từ năm 1997. Điểm khác biệt chính của RS24Ja là khả năng mang nhiều đầu đạn và mỗi đầu đạn có thể nhắm mục tiêu độc lập, giúp tăng hỏa lực đáng kể cũng như giảm khả năng bị đánh chặn. Bên cạnh việc tiếp tục mở rộng số lượng các trung đoàn tên lửa ra đang phục vụ, các đơn vị tên lửa Samat dự kiến cũng sẽ tiếp tục tăng lên nhanh chóng, bất chấp sự chậm trễ đáng kể trước đó trong việc phát triển loại tên lửa này. Ngoài ra, Nga cũng đang phát triển một loại ICBM khác có tên là RS-18A, có thể phóng từ những hầm chứa hiện có được thiết kế từ thời Liên Xô. Loại tên lửa này đang được sửa đổi để mang theo phương tiện bay siêu thanh Avangard. Đặc điểm bay và khả năng cơ động cao của Avangard khiến loại tên lửa này cực kỳ khó bị đánh chặn và trong tương lai nó sẽ đóng vai trò quan trọng trong hệ thống dân đe hạt nhân của Nga. Những vũ khí này mang lại khả năng tấn công mà không có quân đội nào trên thế giới có thể sánh bằng. Mặc dù một số nguồn tin cho rằng quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc đã gần đạt được việc triển khai một lực lượng tương tự. Một phần lý do dẫn đến sự khác biệt giữa hai siêu cường trước đây là do Mỹ phụ thuộc nhiều hơn vào tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm và máy bay ném bom hạt nhân, trong khi Nga dựa vào ICBM để cung cấp phần lớn khả năng tấn công hạt nhân chiến lược của mình. Trong khi đó, kho tên lửa ICBM Minuteman 3 của Mỹ đang dần quá thời hạn sử dụng và phải ngừng hoạt động sẽ khiến nước này buộc phải từ bỏ hoàn toàn việc triển khai tên lửa đạn đạo liên lục địa trên mặt đất. Việc phát triển một loại ICBM tiếp theo của Mỹ cũng đang gặp rất nhiều khó khăn và khó có thể thành hiện thực, trong khi những tên lửa Minuteman 3 đã có tuổi đời hơn nửa thế kỷ và là loại ICBM lâu đời nhất trên thế giới hiện nay. Bất chấp việc Trung Quốc mở rộng và hiện đại hóa đáng kể kho vũ khí hạt nhân trong nhiều thập kỷ qua, cho đến nay, lực lượng tên lửa chiến lược của Nga vẫn được coi là mạnh nhất và có khả năng chiến đấu cao nhất trên thế giới. Còn phía Mỹ lại dựa vào những phương tiện bay có khả năng mang vũ khí hạt nhân làm lực lượng gian đe chính. Mạng xã hội Nga gần đây lan truyền một số hình ảnh hiện trường một chiếc máy bay không người lái Ukraine đâm vào nóc một ngôi nhà trên lãnh thổ Nga. Quan sát từ hình ảnh cung cấp, UAV này có tên là UZ-25 Skyline. UAV này được nhắc đến lần đầu vào tháng 9 năm 2023 trong cuộc phỏng vấn của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Chuyển đổi số Ukraine Mikhail Fedorov trong cuộc trả lời phỏng vấn truyền hình CNN. Kể từ đó đến nay, không xuất hiện thêm một thông tin nào về loại máy bay này, đồng thời các thông số kỹ thuật của nó cũng không được tiết lộ. Hình ảnh công bố trước đó cho thấy UZ-25 có thiết kế tương đồng mẫu UAV khác của Úc Jet là UZ-23 Topaz, song được bổ sung thêm cánh mũi ở phần đầu. Theo Úc Jet, UZ, UZ-23 Topaz là UAV đa nhiệm có khả năng thực hiện các nhiệm vụ trinh sát, giám sát và tình báo. Nó sử dụng động cơ phản lực có vận tốc khoảng 600 đến 800 km h tầm hoạt động 400 km và bay trong 90 phút. UAV được thiết kế để điều khiển thủ công hoặc di chuyển theo lộ trình được thiết lập sẵn. Cơ chế phóng cụ thể của UZ-23 không được tiết lộ, song nó có thể được triển khai mà không cần đường băng. Chuyên gia quân sự Joseph Chevitic của Dry nhận định, nếu Uzi 25 có năng lực tương tự phiên bản tiền nhiệm, nó có thể sở hữu tầm bay lên tới 800 km do chỉ phải đi một chiều, đủ khả năng tập kích phần lớn lãnh thổ nga và tất cả các khu vực mà moscow kiểm soát ở ukraine. Theo ông Chevitic, động cơ phản lực giúp Uzi 25 có tốc độ bay lớn hơn nhiều so với các mẫu Uav tự sát sử dụng động cơ cánh quạt khác của ukraine, khiến phòng không nga khó đánh chặn hơn. Dù vậy, động cơ này tiêu thụ nhiều nhiên liệu và tỏa ra lượng nhiệt lớn nên dễ bị phát hiện hoặc phá hủy bởi vũ khí tầm nhiệt. Chuyên trang quân sự Defense Block cho biết UZ-25 khó đạt hiệu quả cao khi được triển khai để tập kích vật thể di động. Do nó được thiết kế để tấn công mục tiêu cố định đã biết sẵn tọa độ. Quân đội Ukraine vừa qua cũng thông báo Nga đã phóng 15 máy bay không người lái vào Ukraine, chủ yếu ở miền nam nước này. Trong đó, lực lượng phòng không đã phá hủy 14 chiếc trong số đó. Những máy bay không người lái này được phóng từ khu vực bờ biển Azov thuộc Nga. Hiện chưa có thông tin về thương vong hay thiệt hại. Mặc dù vậy, người phát ngôn lực lượng không quân Ukraine, ông Yuri Inat cho biết, Nga có đủ lực lượng máy bay không người lái UAV cảm tử để sử dụng tấn công Ukraine hàng ngày. Theo ông Yuri Inat, Nga đang tích trữ các loại vũ khí như UAV, tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo cho các cuộc tấn công mới. Không quân Ukraine cho biết Nga đang phóng thêm tên lửa hành trình Kinza KH-101 và KH-505 từ máy bay ném bom chiến lược Tupolev Tu-95MS. Bình luận trên của ông Inat được đưa ra trong bối cảnh lực lượng Nga tăng cường tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào Ukraine giới chức Ukraine cũng cảnh báo rằng các cuộc tấn công của Nga sẽ gia tăng trong mùa đông khi Moscow tập trung vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Kiev. Trước đó, ông Inat cho biết Nga đang sử dụng máy bay không người lái xa cải tiến, được trang bị vật liệu hấp thụ radar và sơn màu đen để ngụy trang trên bầu trời đêm. Bộ Quốc phòng Anh cho biết Nga có thể sẽ mở rộng khả năng phóng UAV để bảo vệ lực lượng của mình, đồng thời gây áp lực cho nỗ lực phòng không của Ukraine.